Đúng rồi, tụi ta sẽ chiến thắng. Số tiền đó sẽ là của tôi. Sao hai cũng tự tin nói hết vậy trời. Nhưng mà hả, các bạn biết tại sao mọi người lại nói gì không? Chính vì cái này nè. Mọi người sẽ nhận 1 triệu đô này nếu như tôi còn sống. Và nếu như tôi chết thì tất cả mọi người sẽ không nhận được một cái gì hết luôn. Trời ơi, giỡn ơi, tôi là hơi bị bro Minecraft đó nha. Còn trong cái rương này đây chính là những thứ có thể bảo vệ tôi khỏi những cái nguy hiểm, như là nhảy từ trên cao xuống, hay là ở dưới nước, hay là đại loại là những cái thứ nguy hiểm trong Minecraft này sẽ có các bạn ơi. Và các bạn nghĩ xem ai sẽ là người chiến thắng và ai sẽ là kẻ thua cuộc. Đừng quên bình luận phía dưới nha. Hey. Oh, cái gì? Cái gì vậy? Mọi người chồng tôi các bạn à, coi chừng đó nha, tôi là hơi bị bro vip. Khi mà chúng ta bước qua khỏi cái vòng vàng này thì mọi người lập tức sẽ bắt đầu dí tôi liền đó. À, được rồi, những cơ hội mọi người không để ý thì tôi bye bye. Đúng rồi, leo đi, leo đi. Được rồi, chạy lên. Được rồi, để bây giờ tôi suy nghĩ cách làm sao tôi có thể chết nhanh nhất có thể. Tôi suy nghĩ có cái chỗ nào không ta? Ở đây có nước nè. Để tôi chỗ này, trời ơi, cái chỗ này quá dễ để cá luôn. Ui, tôi chỗ này được các bạn ơi. Và bây giờ tôi đợi đó cho đến khi cái bọt này nó xuống còn không, và bắt đầu tôi sẽ mất máu, sau đó tôi sẽ gọi là đi bụi, và sau đó chúng ta sẽ là người chiến thắng. Ôi, hết rồi. Ôi, sao bị đặt cái bọn bẹ rồi? Ôi, chạy đi thôi. Ôi, không đâu. Ây da, đừng có đánh. Chạy đâu nữa hả mày? Ui, nó giống cái cân cân kéo tôi lại. Ê, né. Trời ơi, bị đặt cái tơ rồi. Bây giờ làm sao đây các bạn? Không chạy được. Trời ơi, tôi tức quá. Bây giờ tôi nghĩ là, tôi có cái này. Bây giờ mà tôi không chạy được thì tôi sẽ đào xuống dưới các bạn. Lên. Chết rồi, bây giờ mọi người đang lắp tôi lại. Tụi có cái mà các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ chui xuống dưới. Ở dưới mình có thể đào và lắp được. Lẹ nè, đào xuống. Không thấy nó luôn rồi. Chết, đúng rồi. Bây giờ tôi xuống dưới đất rồi đó, mọi người sẽ không thấy tôi đâu. Ngon mà tìm đi. Yeah, đúng rồi, lên. Sau đó mình sẽ chặn những cái đường lần sau này nè. Đó, đúng rồi, đi nhanh nè. Ôi, tôi nghĩ là đủ xa đó, bây giờ tôi sẽ đi lên nè. Các bạn ơi, đi lên. Hình như là xa lắm rồi, lên cái coi. Xa lắm rồi nè. Ôi, mấy nắp kia kìa. Sao mấy bạn đi nhanh rồi nè. Lê. Ôi, chết rồi, mọi người. Quăng cái ngọc em đang tới rồi. Ôi, nè, bên đây nè. Ôi, da trời, mọi người kéo tôi kìa. Chết rồi, bây giờ có cái nào không ta? Có cái núi á. Mọi người chết chắc rồi, tôi sẽ đi lên núi nè. Cái gì? Đừng nói, Quy Núp lên núi sẽ nhảy xuống. Ôi, sao mọi người nghĩ hay quá vậy? Đúng rồi đó. Được rồi, mình phải lên thật là nhanh nè. Mọi người còn lâu mới dí tôi được. Ôi, mọi người lên được kìa. Dạ, tôi sẽ không cho ông lên núi đâu. Chắc biết đi xuống dưới. Đúng rồi, lên tìm. Ây da, cái gì vậy chị Đá Quy? Chắc đi coi. Ok, được rồi. Lên. Không cho chị Đá Quy. Để em nhảy lên đây và mình sẽ chết, sau đó là mình sẽ được thắng rồi. Lên, đừng để thấy các bạn ơi. Ủa, trên cao rồi nè, chúng ta chuẩn bị thắng rồi. Được rồi, nhảy luôn nào. Không cần nói nữa. Ôi, tôi ra. Chết rồi. Mày tưởng mày bro á mày. Trời, cái tầm tôi ra nó cạnh trước rồi. Một ở trên, một ở dưới. Trời ơi, đúng là hay thiệt chứ. Nhưng mà không được, mình phải tiếp tục chiến thắng cái trò chơi này. Ôi, chết rồi. Bây giờ tôi cần phải có một kế hoạch mới các bạn. Nhưng mà chúng ta là bây giờ, nếu mà chúng ta không có đồi hay là chúng ta không làm gì được mọi người hết, bây giờ tôi nghĩ là chúng ta phải kiếm đồ các bạn. Đào gỗ nè. Được rồi, làm. Bây giờ tôi phải chế tạo nè. Mấy cái này là tôi phải chế tạo những cái kiếm nè, đúng không? Đó, chế tạo cái kiếm nè, sau đó là chế tạo một cây rìu nè. Được rồi, đào ra. Bây giờ tôi đã có cây rìu, vậy là cây kiếm rồi, mọi người không thể cản phá được tôi đâu. Ủa, sao mọi người đặt tôi nhận cái nước vậy? Trời, nó đâu có tác dụng đâu. Ủa, dạ. Chạy thôi. Đúng mà, đúng là có đồ là mình có thể làm được. Trời ơi, ngon. Mọi người dẫn tới đây luôn. Tới là tôi xử nè. Nè. Chắc quý anh nè. Sao đâu ai giúp tôi? Ủa trời, đúng xa, đúng xa mà tới. Trời ơi, giỡn mặt với tôi không có dễ đâu. Chạy thôi. Lên. Được rồi, đến lúc chúng ta phải chế tạo cái cúp rồi các bạn ơi. Sau đó là chúng ta đập cái gỗ này đi. Được rồi, bây giờ chúng ta vô hang đào thôi. Chị Na đừng có vậy chứ, nhiệm vụ của tụi mình là bảo vệ nó mà. Ở hai
Trời ơi, chạy chọc tôi ha, đợi xíu đi, lát nữa tôi sẽ cho mọi người biết tay. Giỡn tôi hoài. Ở đây một hang khá là tốt này, bây giờ tôi sẽ xuống đây tôi đào nha các bạn. Ui đói quá, nhưng mà đói quá, bây giờ tôi đi ăn cái. Ui trời ơi, may là có cái đồ ăn nè các bạn, không thôi là tôi cứ chạy chậm chậm rì là không có được luôn. Chết rồi, tự nhiên tôi ăn nhiều lắm chứ vậy. Trời ơi, ăn nhiều là hồi máu mà trời. Thôi kệ đi, được rồi. Bây giờ cứ đào đi ạ, cứ đào đi ạ, kiếm thêm một xíu đá, sau đó là chúng ta sẽ làm sắt và làm giáp các bạn ơi. Được rồi, một cái lò nung, sau đó mình sẽ làm một cái cây cúp đá và rồi không đủ block. Trời ơi, giờ mới có nè trời. Thôi được rồi, chúng ta sẽ đào sắt và lấy một xíu sắt các bạn ơi. Sắt có thể làm cho chúng ta những cái vũ khí rất là xịn luôn đó. Rồi đập mấy cái này hết nè, lấy một tí than để nung nè. Ủa thấy mày gà? Ủa thấy tao hả? Ok bye bye. Đâu? Làm như tôi không biết vậy. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đào tiếp cho nó hết luôn cái mức than này luôn nè. Nung nó hết ra và sau đó tôi chế tạo một cây kiếm sắt. Trời ơi quá là mạnh mẽ. Có creeper kìa. Trời ơi các bạn ơi, chúng ta chỉ cần đứng đây và để con creeper nổ là xong rồi. Vậy là chúng ta đã tấn game rồi. Hả? Cái gì? Salem? Ủa con Salem? Ôi kia! Chết rồi, con Salem chính là con mèo mà Creeper thì rất là sợ mèo. Trời ơi, tôi quên cái đó. Salem của chị thì sao hả? Cũng đỉnh đó, nhưng mà chị hết đường rồi. Bây giờ em sẽ chị kia cha cha cha. Chị đã bị dám tới gần em là em xử luôn nha. Được rồi, bây giờ tôi đã có lợi rồi các bạn. Rồi sao chị nó đi vô đó chi vậy? Ông cũng vô, ông muốn thử ông dắt. Tôi sẽ thành một kiểu thôi. Hên cha ông đó. Được rồi, mình đi vô tiếp các bạn ơi. Mình sẽ chuẩn bị những cái vũ khí của mình. Sau đó chúng ta sẽ đi tới một chỗ mới nè. Đâu rồi ta? Đây rồi, chính là nó. Một cái chỗ lava nè các bạn ơi. Và bây giờ tôi chỉ cần nhảy xuống là chúng ta có thể thắng cái trò chơi này. Được rồi, nhảy nè. Ủa, cái gì vậy? Sao tôi còn sống? Đấy, hả? Cái gì? Đúng rồi đó, đây chỉ là thuốc kháng nữa đó. Trời ơi, cái gì vậy? Chạy tiệt chứ, cái thằng tô gà này. Cái thằng tô gà này mình phải xử nó mới được. Mày quăng thuốc không? Mày đánh lắc cơ. Trời ơi, bây giờ chúng ta cần một kế hoạch khác các bạn ơi. Kế hoạch này không ổn rồi, không ổn rồi. Bây giờ tôi nghĩ là có một cách mới. Chúng ta sẽ xuống dưới địa ngục các bạn à. One hour later. Chúng ta sẽ đặt nước như thế này nha. Sau đó thì chúng ta sẽ qua đây lấy lava nè. Chúng ta sẽ đặt thành một cái cánh cổng. Rồi được rồi, bây giờ kích hoạt cái cổng này nè. Đúng rồi, ngồi bước vô đây nè, đặt lava nè. Bây giờ chúng ta sẽ bước vô. Ngồi bước vô đây. Kéo, không có dễ để kéo đâu. Chặn lại nè. Được rồi, đi vô thôi nào. Vô đi ngon rồi. Bây giờ tôi sẽ đặt lava này. Đó. Ui ôi, nó nóng quá, nóng quá, nóng quá. Đó, bước vô thử đi, bước vô thử. Chắc phải chạy thôi kìa. Ôi trời, quá khúc kháng lửa thầy. Ôi kháng lửa, tôi chạy các bạn ơi, tôi chạy nè. Bây giờ tôi sẽ nhảy xuống đây. Tạm biệt tôi đi. Cái chân nhảy xuống dưới hả? Ôi trời ơi, kịp rồi. Tôi tức tiệt chứ các bạn. Bây giờ tôi sẽ bơi xuống dưới. Thiêu sâu thì là sâu nè. Ôi trời, sâu nè. Đây đúng rồi. Đây là ở dưới nè các bạn ơi. Tôi sẽ bơi chậm quá vậy, đúng là ở dưới là bao khác. Thôi tôi đặt lóc ly lên trên như nào luôn đi. Ôi đúng rồi. Đi đâu đó. Tạm biệt, tôi đặt lóc ly. Trời ơi, tôi đặt kiểu gì vậy trời. Lên. Bây giờ chúng ta. Chặn vừa đào vừa chặn lại các bạn. Chúng ta phải là nhanh tay lên. Quay lại này, chặn lại nè. Xong rồi đào qua đây tiếp. Một cái khu lava siêu bự luôn. Được rồi, bây giờ tôi sẽ lên một chỗ thiệt là xa, thiệt là cao các bạn ơi. Tôi sẽ nhảy từ trên cao xuống cho nên là tôi sẽ chết chắc luôn đó. Thôi tôi lên đây càng cao càng tốt nè. Ôi, chết rồi. Ôi, Dung Ngọc, chết rồi. Ở đây có thâu đài, pháo đài địa ngục luôn nè các bạn ơi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ nhảy xuống. Chạy gì đâu, chạy gì đâu. Mọi người sẽ không đỡ tôi được đâu. Tại vì hả, chỗ này không thể nào đặt nước được. Ở dưới địa ngục không thể nào đặt nước được. Tôi sẽ nhảy xuống dưới nè. Được rồi, đâu rồi. Em không đứng đó thì sao? Ở đây rồi, nhảy xuống thôi. Ồ, ở đây cao lắm mà. Siêu cao luôn, được rồi. Nhảy xuống nè. Được rồi, bye bye cho các bạn. Em nhảy đây. Chào. Ok, chắc gì? Dắt sao lần này nhanh tay quá vậy? Tại ông núp đó. Ôi trời, dịch chuyển này. Trời ơi, nó dịch chuyển đi luôn rồi, tức thiệt chứ. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiếm một cách khác các bạn ơi. Thay vì chúng ta nhảy từ trên cao xuống ở dưới địa ngục thì chúng ta sẽ tới với DN bằng cách là chúng ta sẽ đánh nhau với những con quỷ lửa này các bạn. Mày nè con. Chúng ta sẽ lấy thiệt là nhiều que quỷ lửa. Sau khi chúng ta lấy đủ 7 cái que quỷ lửa thì chúng ta sẽ tới cái vùng đất màu xanh kìa các bạn, để chúng ta lấy cái viên ngọc Ender đó. Sau đó chúng ta sẽ chế tạo mắt Ender và bỏ vô những cái cánh cổng của DN các bạn ơi. Và bây giờ tôi cũng không cần phải sợ độ cao hay là sợ lava nữa, bởi vì khi mà tôi rớt xuống nè các bạn xem nè. Ôi.
Ôi trời, gà nó quăng giùm mình luôn, gọi mà mình chỉ cần bơi qua thôi. Trời ơi, đúng là cuộc sống quá là dễ dàng luôn á trời. Được rồi, mấy chú Ender là Enderman. Ui ui, có mấy con quỷ gì ghê. Ui, nó chết rồi, con bà kia vậy. Quăng thuốc hồi máu nè. Ôi trời, giá quăng thuốc hồi máu cho tôi liên tục luôn kìa. Trời ơi là trời, vậy mà làm sao tôi chết được bây giờ. Thôi được rồi, để bây giờ tôi xử mấy con Ender này để xong lẹ luôn nè các bạn ơi. Hãy cha, hãy cha, hãy cha. Mày đã có một ngọc rồi. Được rồi, tổng cộng là tôi đã có hai cá đầy đủ rồi nè. Được rồi, bây giờ chúng ta đi lên mặt đất thôi nè. Let's go. Thôi được rồi, chúng ta đi lên và chúng ta sẽ chế tạo ra những cái con mắt Ender nha các bạn. Đó, rồi sau đó để này vô và chúng ta đã có mắt Ender. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm chỗ đi Enter nào. Thôi được rồi, đi tìm chỗ đặt tên nhện ra, đặt tên nhện ra nè. Trời ơi, cái tụi này nữa rồi. Ủa, chết đâu rồi, tụi nó lắp thành thật nè. Đặt tên ơi, không đâu đâu, tụi bay chết đáng. Trời ơi, chết tôi rồi. Nếu mà nó lắp hai kiện thật thì tôi làm gì có bờ. Cái cốc mà tôi đào, trời ơi. Không được, không được. Không được rồi. Trời ơi, chiêu trò cũ rồi. Tôi sẽ chơi chiêu trò cũ của tôi. Đó chính là đào xuống. Cái gì đây? Hả? Tao đã chuẩn bị hết rồi. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông hết. Bây giờ thì có cách nào để đi ra không đây? Không sống rồi. Chết rồi, không còn thoát. Ở trong đó vui vẻ nha. Nó lại chữ tức quá các bạn ơi. Thôi nhưng mà khoan, nó cũng là một lợi thế nha. Tại vì bây giờ tôi có thể sử dụng một cái block tôi chặn lại. Được rồi, chặn lại. Sau đó là mình sẽ tự động vô lava và mình sẽ hãy cha. Tạm biệt mọi người. Ôi, nữa đây. Ai? Được rồi, cảm ơn nhanh nha. Tôi sẽ chui ra ngoài nè. Ôi trời ơi, ba cái trò rẻ tiền. Một triệu sẽ không bao giờ là của tôi đâu. Bây giờ tôi sẽ quăng cái viên ngọc này ra. Hãy cha. Ủa nó dẫn đâu đấy, dẫn đâu? Ủa nó dẫn hướng này. Ok, được rồi, đi tới đây, đi ra. Lấy cái viên ngọc này và sau đó chúng ta chạy lẻ lên. Có ngon thì bị dí lên nè. Thôi được rồi, cứ chạy thẳng này quăng cái nữa nè. Lần này cứ tiếp tục là đi thẳng tới. Lấy thôi, lấy viên ngọc này chúng ta đi tiếp nè. Hình như là chỗ đâu đó xung quanh đây hả? Ok, được rồi, lên. Bên kia sắp hết ngọc rồi. Được rồi, quăng cái nữa nè. Nó chạy rồi. Tức là nó ở đâu đó dưới đây. Được rồi, tôi sẽ đào xuống nè mọi người. Lên. Và sau đó là chúng ta sẽ lắp bên là bóp lên đây. Sợ đào xuống tiếp nè. Được rồi, chúng ta xuống thiệt là sâu và xuống dưới đi end luôn nào. 3 days later. Đào nè. Hình như tới rồi, let's go. Thôi được, có đồ vậy. Lấy mấy cục vàng nè. Trời ơi, không biết là được cái gì luôn nha. Cứ lấy đi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm kiếm cái chỗ đi end nào. Được rồi, chạy qua đây. Hello mấy cưng. Con cái này chạy ra đây. Trời ơi, cái tụi này nó làm gì theo mình nhanh quá vậy. Bên này sao? Chị này bị dắt kìa. Trời ơi. Được rồi, bây giờ em đi bên trái, chị đi bên phải, ok. Cùng hai người đó đi. Ok. Được rồi, chạy qua hết trường giật cả mình mới chạy qua luôn á. Tới rồi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đặt mấy cái này ra. Ôi trời, tôi quăng cái gì vậy? Bum! Rồi, cánh cổng đã mở ra rồi. Ôi, quý nóc kìa ơi. Quý nóc mở cổng gì hết rồi mọi người. Thôi, tạm biệt. Nhảy lên, bye bye. Được rồi, nhảy rồi. Và bây giờ, đây chính là cơ hội chúng ta nhảy xuống dưới vực nè các bạn. Không cần đấu với con rồng làm cái gì nữa. Được rồi. Tạm biệt. Nếu vậy thì tôi có một cách khác các bạn. Tôi sẽ bay lên. Kèm ta bay lên kèm. Kèm. Tôi sẽ đứng ở đây. Nó có đó không vậy? Đây. Và bây giờ tôi sẽ phá hủy cái này luôn. Chà, đó. Trời ơi các bạn ơi, khó chịu quá. Bây giờ sao đây? Bây giờ tới tấn công đi. Trời ơi, bị chặn lại rồi. Đập cái này đi. Trời ơi, giặt ra. Chị gì? Tức quá đâu lại đi. Giặt về đứng lại đâu. Tôi xử ông nè. Trời ơi, không được, nhảy lên được luôn. Chơi từ quá. Trời ơi, cái gì mà nó chẳng chừng được quá vậy trời. Nhảy lên cao. Nhảy lên cao mọi người không làm được gì nha. Nhảy lên. Ôi, nó cao quá. Ông đâu. Trời ơi, còn bị bay nữa chứ. Bây giờ tôi sẽ rớt xuống là. Ôi, nó đánh tôi kìa mọi người. Trời ơi, mọi người giúp tôi đi. Rớt ra một đống luôn. Và quan trọng, có cái sợi chỉ hả? Còn hai tụi mình ha, ok. Và bây giờ tôi có cái sợi chỉ này. Tôi sẽ có một kế hoạch, đó chính là chế tạo ra một cái giường các bạn. Lẽ là tôi sẽ chế tạo như này đó. Sau đó tôi sẽ đặt bàn chế tạo ra. Và sau đó mở cái bàn chế tạo ra. Sau đó tôi sẽ chế tạo ra một đống cái giường luôn nè. Trời ơi, bước hết mấy cái này đi. Còn cái gì nó chế không ta? Được rồi, nếu vậy thì mình sẽ chuẩn bị luôn nè. Bây giờ mình sẽ đứng ở đây. Mày buồn ngủ, mày có buồn ngủ không? Tao cho mày ngủ luôn nè. Trời, tao ra đi luôn rồi. Ôi không, tôi gà.
mày ăn. Chị đang bay chạm cho chị đang bị đi bùa luôn nào. Chị đang bay đi rồi. Ôi còn Romander. Ôi cũng vậy cả nhà. Ủa bây giờ mình còn ba cái giường. Ui và bây giờ để có một kết thúc thiệt là ngầu, bây giờ tôi sẽ đứng kế bên con rồng và sau đó tôi sẽ tự động cho nó nổ luôn nè. Đặt thêm hai cái giường nữa và bây giờ tôi chỉ cho nổ cái này là nổ cái này luôn. Ôi trời, trời tôi chết luôn rồi. Và bây giờ con rồng đã bị tiêu diệt rồi kìa các bạn ơi. Hồi sinh rồi. Ôi. Trời ơi thua luôn rồi. Tất nhiên chơi xem rồi một triệu là trời ơi tôi cũng may mắn thiệt á. Trời ơi may là tôi có gọi là cái sợi chỉ của Jackman để có thể chế tạo ra cái giường và sau đó là tôi cho nổ rồng nổ tất cả mọi người luôn. Nếu các bạn thấy video này như thế nào thì đừng quên để lại bình luận với giá nha. Còn bây giờ thì các bạn hãy đừng quên là bấm vào video trước màn hình nè. Mình cũng có làm một video với 10 người bạn trên một lóc. Các bạn hãy xem video đó thử đi. Nói chung là video đó hay lắm đó. Mỗi người là tôi sẽ chơi một thử thách khác nhau. Và ha, trong những thử thách đó có gì thì các bạn hãy bấm vô đó xem thử đi nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.